Các bạn vẫn giữ được phong độ và sự thong thả thoải mái, hát rất là tốt. Kỳ này hát tốt hơn kỳ trước, điểm thì chưa biết sao. Chúc mừng các bạn, đó là nhận xét từ ban giám khảo chuyên môn. Còn bây giờ sẽ là đội thi thứ hai. Xin mời phần biểu diễn của Wifan. Là mấy em hơi mệt rồi phải không, đuối rồi.
cho nên là nó hơi bị rung rinh. Mặc dù là các em rất là cố gắng và cũng có những cái biểu diễn, những cái pha nó khác lạ hơn, nhưng mà thật sự là cái lần này thì nó không có tốt bằng cái lần thi lúc nãy. Cái đặc thù của từng tiết mục nó khác nhau. Ví dụ như là các bạn ở ban nhạc á, thì các bạn có thể thay đổi bài hát, thay đổi về cái tiết tấu nhạc, và cái sức các bạn bỏ ra không giống như là cái đội của mình. Trong thâm tâm của tôi á, là tôi vẫn rất là thương, là một ngưỡng mộ các bạn và ủng hộ các bạn. Rất là cảm ơn các bạn. Phương Thanh lại thấy các bạn nhảy tốt hơn vài hình lần trước. Hồi nãy các bạn có một cái cú xoay mới. Nội cú đó là hết sức rồi. Cái đầu tiên phải không Thanh? Dạ, yeah, cái đầu tiên đúng rồi. Có hai cái mở màn và cái kết thúc. Cái đúng cuối cùng rồi. Mà bạn leo trèo mà rung á, tại đói quá tôi thấy thương dễ sợ luôn. Nhưng mà hồi nãy cái cú mà đằng sau các bạn bay cao hơn hồi nãy. Cao hơn luôn. Những cái lỗi hồi nãy ít hơn bài trước luôn. Cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ xin mời hai đội trở về vị trí. Chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm từ ban giám khảo chuyên môn dành cho đội đầu tiên. Đó là Steinbeck số điểm. Bắt đầu. Cát Tường 9 điểm. Anh Minh Nhí 10. Phương Thanh 10. Và nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9.5. Lê Hoàng 9. Tổng số điểm của đội Ben là 47.5. Và bây giờ số điểm dành cho đội White Fan bắt đầu. Không ai nhìn ai. Và số điểm 10 và 9.5. Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi và tinh thần của đội White Fan, các bạn xứng đáng nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng và cúp vô địch tuần này. Chúc mừng.